Xin chào tất cả các bạn nhá. Nay lại đến với Thắng Bầm TV các bạn ơi. Mấy hôm mình bận quá các bạn ơi. Mình không làm clip cho các bạn xem được thì hôm qua mình có đi vào rừng ấy các bạn. Bắt được ít ốc núi nha các bạn ơi. Cái con ốc này thì nó như kiểu con ốc sên ấy, nhưng mà nó là ốc rừng, ốc núi ấy các bạn nhé. Ốc rừng ấy, nó chuyên ăn lá cây với lại ăn nấm các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ về cho các bạn xem nguyên liệu chính của mình nhé. Đây này các bạn này. Đấy. Nhìn nó như ốc sên nhé các bạn nhé. Đây này. Bạn nhìn kỹ con ốc này. Đấy. Nhìn nó như ốc sên luôn các bạn ơi. Đấy. Con này nó chuyên ăn lá cây mới này ăn nấm nha các bạn nhé. Đấy. Được nhiều lắm bạn này. Nó vẫn bẩn lắm này. Đấy. Qua mình đi lấy về nhưng mình không dám rửa đâu. Sợ nó chết mất các bạn ạ. Đấy. Ốc này lúc nào ăn thì mình ngâm nước muối loãng với lại cho ớt vào nó khắc nhả bẩn đi nhé bạn nhé. Bây giờ đấy này. Toàn mùn cây đấy các bạn ạ. Con này nó ăn lá cây với lại ăn nấm. Đấy. Mình chọn nó ra được con to mình chọn riêng này. Còn con bé đây nữa các bạn ạ. Đấy. To bé mình bắt hết các bạn ạ. Qua nó ẩm ướt mà qua rừng nó ẩm ướt thì nó mới có loại ốc này nhé bạn nhé. Đấy, mùa mưa này nó mới ra đấy bạn ạ. Đây này, đây là con bé này bạn này. Con bé này tí mình sẽ xào mẻ nhé bạn nhé. Xào mẻ cho nó chua chua dễ ăn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi ngâm và rửa nữa bạn nhé. Đấy, đây này, mình có hai loại. Hằng ngày thoải mái ăn đấy các bạn. Đấy. Đây này các bạn ơi. Đấy, mình đang ngâm ở trong nước muối nha các bạn nhé. Cái con ốc này thì ngâm nước muối. Đây mình trị cọ nó sạch ra các bạn này. Mình lấy bàn chải đánh sạch ra. Đấy, sạch bong ở này bạn này. Mình đang ngâm nước muối loãng nha các bạn nhé. Mình ngâm khá được lâu rồi đấy các bạn ạ. Được khoảng tiếng rồi các bạn ơi. Đấy. Đây còn con ốc bé này các bạn này. Đấy, mình đánh sạch hết rồi đấy. Bây giờ mình sẽ đi chặt đít nó đi nhé bạn nhé. Chặt đít nó đi cho nó xào cho nó ngấm gia vị hơn nữa bạn ạ. Ăn cho nó ngon hơn nhé. Giờ mình sẽ chặt đít con ốc này đi các bạn nhé. Chặt đít của nó sắp xong rồi các bạn ơi. Đây nhé bạn ơi. Ốc mình đã chặt đít và rửa sạch lắm rồi đây các bạn này. Đây này, mình chặt hết đít này nhé các bạn nhé. Nó ngấm gia vị hơn đấy các bạn này. Đây này. Mình chặt hết đít và rửa sạch này nhé các bạn nhé. Đây này, gia vị của mình có coca này các bạn này. Hành này, tỏi này. Có giấm mẻ này các bạn này. Mẻ chua nhá các bạn nhá. Đây ớt này các bạn này. Đấy. Giờ mình sẽ làm gia vị nhá các bạn ơi. Làm hành tỏi nghiền hết các bạn nhá. Đây nhá các bạn ơi. Gia vị mình băm nghiền hết rồi các bạn này. Có hành tỏi ớt giấm mẻ nhá các bạn nhá. Coca này. Mình sẽ làm hai món nhá các bạn nhá. Món nấu mẻ, một món nấu coca các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi nấu nha các bạn nhé. Đây nha các bạn ạ. Qua hai vợ chồng bắt rồi đấy. Được nhiều lắm, 3 cân rồi. Để mai ăn. Hả? Ốc này ngon mà, gì đây? Đấy, chi hành mỡ thơm đấy các bạn nhé. Xong cho ốc vào các bạn ạ. Tỏi thơm lắm nha các bạn ơi. Mình sẽ múc ra một ít để tí xào cái mẻ nhé các bạn nhé. Ốc mẻ, ốc nấu mẻ. Đây là ốc nấu coca nhé các bạn nhé.
giờ mình sẽ cho ớt vào nhé bạn nhé. Ớt này xào không được đảo nhiều các bạn nhé, càng đảo nhiều càng ra nhớt các bạn. Được rồi. Tôi luôn cả ớt đi. Cả ớt à? Nửa đấy. Đổ với đâu sạch đi. Đảo luôn rồi. Không đảo chắc là đi đổ đi thôi. Cho coca vào. Cho coca vào nhé bạn nhé. Đấy. Cho vừa một quán. Đấy, cứ thế để đun các bạn nhá, đảo đều một lượt này lên là cứ thế để đun thôi, không được đảo nhiều, đảo hết lượt đấy. Nó ngấm muối, mình thấy muối nó ngọt quá, nước coca nó. Rồi, cái đầy vung và đun chỉ các bạn nhá. Thế nhá các bạn ơi, cho đủ hết các loại gia vị vào đây các bạn, xong mình mới đổ ốc vào đảo đúng một lượt thôi nha bạn nhé. Cái này có mẻ này, hành phi thơm này với ớt các bạn ạ, gia vị. Cái này nấu nó chua nó át hết cái này, nấu ăn thì ngon lắm bạn nhé. Múc múc cả nước trội lên đi. Ngon lắm bạn ạ. Xào coca. Xào coca mình sủi lên lắm rồi này bạn này. Đấy, các bạn xem thơm lắm này các bạn này. Coca, chờ một lúc nữa là được ăn đấy các bạn nhé. Đây này các bạn ơi, ốc mình đã chín rồi nhá bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho nó ra đĩa thôi. Của bát, ốc có nước. Đấy, thơm lắm bạn ạ. Ốc nấu mẻ này thì cực ngon rồi. Mùi nó ăn nó có vị chua các bạn, nên nó dễ ăn lắm nhé. Nay mình có mấy anh em uống rượu cùng nhau các bạn ạ. Nay rỗi rãi trời mưa các bạn ơi. Mấy anh em cùng nhau uống rượu đây. Ốc nấu coca đây. Ốc nấu coca nhé bạn nhé. Ngon lắm này bạn ạ. Ốc nấu coca thì nhé. Kia cũng hơi đùn. Mình được hai bát to đầy này bạn này. Ngọt lắm. Đây. Hai bát to nhá. Cái kia múc hết rồi. Múc hết luôn. Đấy, nước đấy chan cơm ăn được vậy. Đây nhá bạn ơi, ốc của mình như này lên mâm rồi các bạn nhá. Đấy. Cái này ngon lắm này bạn này. Đấy. Đây là ốc xào coca nhá bạn nhá. Còn đây ốc xào mẻ này. Có hai ốc khác ạ. Hai loại khác nhau ấy. Đấy. Thế nào? Mùi như thế nào? Các bạn nhá. Mày nhá mày. Đấy. Còn năm các bạn ơi. Đây, mấy anh em nhá. Quả đấy. Thử luôn này nè. Thử ốc xào coca nào. Đây, xào coca. Đúng ạ. Đây. Thử đi. Xào coca. Đây. Đấy, xào mai. À, lấy đây không? Xào coca.
Các không phải chấm à? Có. Phải chấm ấy, nhạt. Ủa con này có đâu? Có. Tụt tít trong nó chặt đít nó hết mà. Nó tụt đi rồi. Đây là ốc sầu ra này. Sầu ra này, coi chưa? Đây, ốc này, ốc này. Chúc. Mời bạn nhá. Quá ngon này, mời các bạn nhá. Xin like nhá. Đấy, chấm này. Ốc núi đấy các bạn ạ. Cái nhảy nhảy là chữa viêm khớp ấy. Đấy. Anh em mình hỏi cái nhảy nhảy là chữa viêm khớp nha bạn nhá. Ốc này nhìn vỏ nhìn như ốc sên các bạn ạ. Tay à? À, Tùng à. Đấy, cắm vào đấy. Bỏ lại đi đúng là khác bỏ cắt đi. Hả? Dưa, dưa cắt đi rồi. Không, đại. Đây, đây, cắt đi từ đây. Kêu ông bỏ lại nuôi. Thế mình bỏ lại cắt đi thì mình có chọc tọc tọc. Wow. Nó cắt đi để mút đấy. Lên ngôi ông đi rồi. Đi ăn cơm à? Ăn ốc à? Mời bạn nhá. Mình uống trái tiểu các bạn. Bạn biết món này món gì không? Món đặc sản Việt Nam. Đấy, món này, rau này gọi là rau trời. Đó. Mình làm được nó toàn. Ăn được không? Được, được. Cảm ơn rồi. Cảm ơn rồi. Ăn ngon. Không chịu làm cây. Chịu bỏ được. Ừ, cái này nó ăn lá cây nó ăn được mà. Vậy này. Con này ăn được. Đây là con ngon này. Ô, không thổi nó ra á. Thổi mất ra. Đấy là thổi. Thổi ra. 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 Thổi ốc loại to lắm bạn này. Nó làm chẵn à? Thôi mình tập trung mình ăn thôi. Đó. Cái đó. Đó đấy. Con này mình nấu được ít vỏ thôi. Nào. Đó đấy các bạn nhá, cái đậu ốc núi nhá. Đấy. Ngon đấy, đậu núi đấy. Ừ. Ngon đấy. Chấm rồi. Ngon đấy. To lắm ngấn. Cái đấy giống mẻ cái này. Cái nào ngoài mình chỉ được nguyên. Thứ là như anh xào anh đảo qua không ngấm hết đâu. Không gạo. Đây là món rau trời. Cái này cũng là cái loại mà anh Trần đi mà anh cho nướng không ngon. Ừ. Đảo nướng nhá. Cò nướng ngon. Đảo không được đảo cái ốc này. Ừ. Đâu rồi. Ba à, không ngấm được. Ừ. Sóc trước. Thử nước thì vừa rồi. Ăn lần bé thì cứ đừng bỏ rồi. Đừng ăn lần bé lại gì thế nhỉ. Sau ăn lần bé sau mà hết con to ăn lần bé. Ốc xong rồi đấy. Còn ăn. Từ ốc xong rồi á bạn này. Không đảo nó không nhà bỏ vậy. Rồi, toàn phép vậy. Con giá to lại khác nhau. Đúng không? Ăn giá mới nhớ được. Bây giờ cảm ơn đầu bếp đấy. Ngon quá. Đuôi ngon này. Đuôi có mùi lá cây. Đuôi toàn rau xanh thôi. Rau xanh là cái tần ấy chất tốt béo của nó là mấy. Nó có ăn lá món. Má han. Má han là xanh. Ngon đấy. Ở đây bà cho tất. À. Đấy. 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 Đi uống coca không? Hả? Mùa này nó mới có này. Mùa mưa. Nó gồm mưa rào mà các bọn lá bảng bắt cái khô núi cho to à. Ăn ngon hơn cơ biển. Ngon hơn cơ biển đến mùi. Nó ngọt ra không? Con nó mắt đuổi. Wow. Ăn chán rồi. Ngon hơn. Đây. Nhưng mà không phải say con mấy con đấy. Con đấy ngon. Con to cái. Nói chung là mình con to cái. Ê. Ê. Ê.
con còn có con nữa mà con cua với bé kia đâu. Mùa này mà vào chưa? Không là mưa nào ấy nó mới ra. Anh đúng không? Anh hôm qua kia vào nước to kéo mặt. Hôm qua kia nạt đèn trong xuôi bảo đi xoay bún tại đây một con. Lên đường con bắt con rồi này. Ở ngay cổng tại cổng con. Có hôm ấy em thằng Dương này khi nó ra nó đem hắn thì cái thằng Thanh mà hay ăn miệng nó cũng mua vậy. Con mà cổ tay này con hết rồi, con đỏ. Này, con ngồi nhé, con mình nhé. Đúng rồi, con, nhưng ăn ra ở bao tiền cân 120 làm cho 3 cân. Ăn đi ạ, nó mát được nhiều đấy á. Ừ, nhưng hôm ấy bỏ Dương chạy ra để nhà tôi bé, con bé ăn hơn. Dương mẹ con được một cổ tay thôi, nhưng em chưa nhận con to. À, thật. Rồi, được ăn ngon biển. Mày điêu. Thật, nó như anh làm cái ghê. Em thấy em đâu? Không vào. Thời gian, ăn ngon ăn được mày thôi. Con ngồi kia nhá. Mình chịu quán con bé. Nhưng mà mình có bao giờ nấu canh có mấy quả thôi mà. Đúng rồi đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Chết lắm. Còn mình đã mời anh. Nấu lắm. Giá thì mình đã ở quần bạn đi. Mời các bạn nhá. Các bạn ơi, thì clip mình thì đến đây thì nó dài đấy các bạn ạ. Thì anh em mình còn ngồi lâu đấy các bạn ơi. Thì bây giờ mình cũng làm mất thời gian các bạn nhé. Thì mình xin chào tất cả các bạn. Nếu các bạn xem clip mình thấy hay thì cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn các bạn nhé.